Dạ vâng, xin kính chào quý vị và khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, hiện tại thì ngay lúc này thì mình đang có mặt ở vườn nhà mình đây. Thì hôm nay mình quay review lại cái vườn của nhà mình, cái vườn táo xuân của nhà. Thì trong cái thời điểm mình được sắp được gần một tháng rồi mọi người, thế là mình thắp bóng đây. Đấy. Đây là cái vườn táo nhà mình thì trong cái thời gian ban đầu lúc chưa thắp bóng thì mình có làm một cái video là hướng dẫn chia sẻ cách thắp bóng để cho cây táo nó đậu hoa. Thì hôm nay mình quay review lại một chút cho mọi người xem là nó hiệu nghiệm hay không, thì mọi người cùng xem cái thành quả của mình sau khi mà mình thắp bóng đây nhé mọi người nhé. Đây. Ban đầu là nó chưa có hoa đâu mọi người nhé, nên là mình thắp bóng thì thật sự là thấy hiệu quả. Đấy, mình cũng muốn là chia sẻ cái thước phim cái hình ảnh thực tế nhất để cho mọi người, cho bà con, để bà con tham khảo. Đấy. Những cái năm mà làm khó khăn, đặc biệt là những cái vườn táo, những cái vườn mà táo mà cây cây già lâu năm đấy, thì là thường thường là hay ra hoa muộn đấy, mình không thắp bóng được sớm nên là cái lớp hoa nhà mình đây thì nó ra cũng còn muộn hơn. Nhiều nhà là thắp sớm, bây giờ quả bằng ngón tay rồi, hơn ngón tay rồi nhé mọi người nhé. Đấy là người ta thắp từ thời điểm tháng 6. Đấy là được cái lớp hoa rất là đẹp. Như nhà mình đây thì mình cũng xin chia sẻ với quý khán giả là cái vườn nhà mình đây thì mình thắp nó hơi muộn một chút nên là nó ra cái lớp hoa này cũng gọi là đỡ đỡ và cũng kéo được lại một chút. So với mình thì mình thấy là thắp bóng như này là quá là hiệu quả này. Nếu mà không thắp bóng, trường hợp như vườn nhà mình đây mà không thắp bóng thì chưa chắc đã được như này, cái lớp hoa nó chưa được đậu đạt được như này đâu nhé mọi người nhé. Đây, đây bóng đây. Vườn này thì nó mới đậu hoa được khoảng 10 ngày và đang có lớp quả xanh 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 rồi mọi người nhé. Quả bằng bé hơn hạt đậu xanh. Còn cái bên này là cái ao của nhà mình đây. Cái ao này thì chủ yếu là phục vụ tưới tiêu vườn táo mọi người nhé. Phục vụ tưới tiêu, mỗi lần thì phục vụ được khoảng 2-3 lần xong thì họ lại tháo nước về thì lại đầy ao này thôi. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Nó tiếp xúc với ánh sáng nên là nó rất là hiệu quả luôn. Cũng may là mình thắp bóng sớm, không thì đúng ra thì thắp bóng thì là năm nay thì lại toạch mất. Mà năm nay lại mưa nhiều. Mưa nhiều thì dẫn đến cái tình trạng là cái lớp hoa nó đậu cũng không được đạt lắm. Đây. Đấy. Đấy, các bác là nhìn thấy là thắp bóng nó có hiệu quả không ạ? Đấy. Mình thì muốn là chia sẻ lại cho bà con để bà con năm này sang năm khác thì để có cái phương thức là mình tính toán làm sao cho nó kịp thời. Như này thì chẳng hạn như sang năm nhà mình thì mình vẫn là thắp sớm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhiều các bác đều hỏi vào xem là quay vườn vừa rồi là mình thắp bóng là xem có hiệu quả không để cho mọi người cũng biết. Thì hôm nay mình mới ở nhà mình quay được clip đây, quay review cho mọi người. Đây là cái lớp hoa nhưng mà cây nhà mình cũng này cũng tương đối bình thường, cũng không phải là dạng khỏe lắm,
cũng bón mấy lần phân, nhưng mà mấy lần phân kia thì hầu như là bị trượt hết do ngập áng, bị ảnh hưởng là trôi hết phân đi. Này thì mình cứ xen kẽ mình thắp bóng đầu bên này mình một cây này. Đấy. Đấy. Nói chung là mình thấy là khá là hiệu quả nhé. Thực ra thì không không ai là tin được là thắp bóng mà nó lại đạt được hiệu quả như thế này. Đấy. Căn bản là mình quay review một số vườn ban đầu từ tháng 6. Mọi người bác nào mà mọi người mà ai xem video cách đây khoảng tầm 2 tháng về trước ấy, là mình có quay những cái vườn táo thấp bóng từ ban đầu, nên là bây giờ họ rất là sai, họ ngừng lại, nó cũng chỉ khoảng tầm 1 2 tháng thấp bóng này đâu mọi người nhé. Cố gắng tuy là đầu tư và sử dụng điện thì nó sẽ sinh hoạt thì nó sẽ tốn hơn. Đấy, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi mọi người nhé, chứ còn mình không làm thì cũng không còn cách nào để cho nó ra được. Đấy. Thì ở cái vườn này nhà mình thì là không khoanh, vẫn nguyên bản của nó nhé mọi người nhé. Hoa. Đấy. Hy vọng là thời tiết nó đẹp, nắng quá cũng cũng ảnh hưởng đến cái hoa này nhé mọi người nhé, nó sẽ cháy, nắng quá nó sẽ cháy hoa đi. Đấy, mỗi lần mưa này, ngập hết, không không biết phải làm nào được. Ở nhiều chỗ thì mình thấy này, là họ bây giờ cũng thắp bóng rất là nhiều. Đấy. Qua những cái video mình và cũng như là mọi người chia sẻ để lan tỏa cho mọi người tìm hiểu cái cách làm để hiệu quả. Muốn hiệu quả cao thì mọi người, cái này do cá nhân của mỗi gia đình thôi. Mọi người có muốn làm hay không thôi. Đấy. Đấy, tới nay thì mấy nay thời tiết thì nó đang là báo là bão này, nên là cũng rất là ghê, bởi vì thấy thời tiết là báo là năm nay là cơn bão rất là mạnh so với lại cách đây gần 10 năm. Đấy, nên là mọi người cũng chú ý là chăm sóc này, và cũng như là chú ý cây táo, nhất là cây táo này dễ hay xước này, dễ gãy này. Đấy, ảnh hưởng bão thì rất là khổ luôn đấy. Đấy, các bác này nhìn thấy là nó như này thì nó đã hiệu quả chưa ạ? Đấy, ban đầu là nó không có hoa nhé mọi người nhé. Đây là mình quay trực tiếp luôn đấy. Ban đầu là không có hoa thì mình mới phải dùng biện pháp là thắp bóng, và mình quay trực tiếp là cái clip để làm cái clip để mình làm ở vườn nhà mình thì mọi người mới tin được. Nếu mà mình được nói quay không thì mọi người lại không tin. Đấy là ban đầu là nó không có hoa đâu, nhưng mà bây giờ nó đang nở đây. Đó. Đang nở rất là đẹp. Có ánh sáng hoạt động hầu như là như ban ngày luôn, ban ngày như nào cũng được. Dĩ nhiên là nó không bằng ban ngày, nhưng mà nó về đêm thì nó thích thụ thụ phấn hoa này, khả năng là tỷ lệ cao hơn. Đây, cây này thì đạt này. Đấy. Đấy, như cây này thì bây giờ mình cũng không cần thắp bóng này, nhưng mà những cái bóng thắp gần gần đây nó sẽ, mình treo cao lên thì nó sẽ tỏa rất là rộng nhé mọi người nhé. Đấy nhé. Đấy, các bác nhìn thấy nó có hiệu quả không? Quá là hiệu quả nhé. Ban đầu là nó không có đâu ấy, nhưng mà bây giờ nhìn thấy cái lớp hoa lên này thì nói chung là mình cũng thấy có cái động lực để làm. Đây. Nếu mà không không xử lý nhanh thì đúng là không không được luôn, toạch luôn đấy.
xử lý được rồi thì mình yên tâm rồi. Đấy. Như này thì không biết là tới này thì nó có ra được lớp vỏ to hay không thì cũng do phụ thuộc vào cái lớp hoa này nó đậu đậu hoa quả đấy, và cũng như là cái chăm sóc nữa, chăm sóc thì mình chăm mạnh thì nó cũng quả sẽ to và phát triển nhanh lớn. Đấy, hoa này đấy, như này là mọi người nhìn thấy này là cũng biết là nó tỷ lệ nó đạt như nào đấy. Cái gì cái mình vẫn muốn là chia sẻ với mọi người để mọi người góp ý và cũng như là cùng nhau chia sẻ cái cách làm. Em mình quan sát là xem có nhện đỏ hay không nữa nha mọi người nhé. Thường thường thì mùa này cũng chưa có nhện đỏ mấy đâu. Hoa nở quá là đẹp luôn. Đấy, như thế này thì cái này thì mình đoán thì chắc không có quả to mấy đâu, ít lắm, bởi vì nó lớp này lớp nó gọi là rơi vào cái tầm mà tháng 7 này thì cái lớp hoa gần như là lớp hoa cuối rồi, nên là vớt vát được từng tí lại quả bi hoặc là như nào đấy thôi. Đây là những cái vải u hồng, vải tơ này, đặc biệt là mình lại không trống Bắc Giàn, chỉ trống cành thôi, trống những cái cây bóng đây nhé mọi người nhé, không mọi người lại không tin gần bóng đấy, bóng đấy nó phải hiệu quả thì mình mới quay được video, mình mới chia sẻ được cho mọi người thì mọi người mới tìm hiểu được để rút kinh nghiệm những năm này năm sau. Bóng thì mình cũng thế thôi, chỉ thấp 1-2 tháng xong thì mình lại mang về cất giữ đi để những năm sau mình dùng tiếp, không nó không vấn đề gì. May sang năm các bác nào mà muốn thấp bóng thì thấp bóng sớm, và những cái cây tùy theo cây táo nha mọi người nhé, nhưng miễn sao nó phải cao vọt được hơn những cái cành ngọn táo này thì nó mới tỏa được rộng ra ra rộng. Còn các bác mà để bên dưới thấp thì nó chỉ một cái khu vực, chỗ cái ánh sáng đấy thôi, và nó cũng không tỏa được ra sáng. Đấy là cái video mình muốn là chia sẻ với mọi người là như vậy. Đây, sang bên này cũng thế. Đó. Tỷ lệ rất là đạt luôn. Đấy, có cái quả xanh. Nó đậu được ra lớp quả, có từng số lớp quả xanh bóng đây mọi người nhé. Đấy, bóng này thì nó tỏa rộng lắm, ban đêm thì nó tỏa sáng rực luôn. Đấy, này từ thôi rút kinh nghiệm năm nay là mình từ sang năm trở đi là thắp bóng sớm và khoanh. Đây là cái vườn bên này thì lại không phải là đấy, cái này là khoanh kiểu khác nhé mọi người nhé, không phải khoanh mịn đâu nhé, khoanh mịn nó khác nhé, này bóc người ta ấy. Đây bên này cái lớp quả táo chiêm này. Táo chiêm nhiều vườn này rất là nhiều nhiều quả táo chiêm rất là to rồi. Mấy nay thời tiết khá là nắng nóng, bác nào mà cái vườn táo mà nó kiểu như thấp tà mà chưa trống chưa bức giàn cẩn thận thì cái thứ là mọi người là phải ràng buộc nó cẩn thận, bởi vì như dự báo thời tiết thì nó báo là khoảng tầm 1-2 ngày gì đấy nữa là ảnh hưởng cơn bão rất là to, rất là mạnh và lớn, nên là mọi người phải chú ý. Đây còn mà cái chỗ này nhá, chỗ này mình quay review cho mọi người xem này, chỗ này thì nó chỉ là ăn ké một tí ánh sáng ở cái đầu bên kia sang đây thôi, đây hầu như là toạch luôn ấy. Đấy đấy là những cái cây mà ánh sáng không đến này. Đây mọi người, đây mình quay thực tế cho mọi người nhá, ban đầu nó cũng kiểu như này không có một cái gì luôn đấy, mọi người nhìn thấy chưa, toàn lá là lá thôi. Đây là những cái cây mà
chưa thấp bóng đến này. Đấy. Được màu xanh lá luôn, không có một tí hoa. Đấy. Đây là cái cách mà mình cũng thí nghiệm ấy mọi người nhé. Mình cũng thí nghiệm là bởi vì là những cái cây mà mình không thắp bóng đến để mình quan sát xem là cái cây thắp bóng và cây thắp bóng thì nó sẽ như nào, xem có hiệu quả hay không thì nó mới là thực tế. Đấy. Còn đây mình sang đây quay review cho mọi người nhé. Bên này thắp bóng này, đầu bên này thắp bóng, bên dưới còn có luôn đấy, hoa dày đặc luôn. Đấy là thắp bóng là hiệu nghiệm hơn. Nhiều người cho rằng là không phải là lý do thắp bóng, nhưng mà như mọi người đấy là chẳng qua là vườn nhà mọi người cây nó khỏe và cây nó khoảng tầm độ 3 đến 5 năm gì đấy thì là nó khỏe thì nó sẽ đậu thôi. Đấy, miễn tùy theo chất đất thôi. Đấy, còn đây thắp bóng đây nhé mọi người nhé. Đấy, bóng đây. Kẽ luôn chưa? Kẽ hoa luôn. Đấy. Thắp bóng phải sẽ phải hiệu quả hơn là không thắp bóng. Nhiều người cứ cho rằng là không hiệu quả đấy. Rồi hôm nay mình lên một cái video ngắn, hôm nay mình quay ở vườn của nhà mình là cũng do nhiều các bác là hỏi về cái vườn táo nhà mình là thời điểm thắp bóng bây giờ nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ quay review lại cho mọi người cùng xem. Đấy, cũng được nửa tháng rồi nên là mình thấy khá là hiệu quả nha mọi người nhé. Nên là các bác nào mà năm nay mà tỷ lệ nó không được đạt cao thì sang năm các bác rút kinh nghiệm là thắp bóng đấy. Thì nó sẽ hiệu quả. Còn như mình đây là mình thấy thực tế của vườn nhà mình đây thì mình chia sẻ lại với mọi người để mọi người có thể tham khảo tìm hiểu và cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng biết đến cái lĩnh vực mà trồng cây trồng này về cái mùa hoa đặc biệt như táo này là thắp bóng là mình thấy hiệu quả nhé. Còn mọi người thấy video hay cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều video. Còn bây giờ mình xin phép là xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.